Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món chân gà hấp gừng sả nhé. Một món ăn này rất ngon mà lại tốt cho sức khỏe, và nhất là các ông xã có thể làm một món nhậu tuyệt vời luôn. Các bạn cần chuẩn bị cho mình những chiếc chân gà để mình làm nhé. Và nguyên liệu nữa là sả, gừng, tỏi, hành thơm, ớt, là không thể thiếu các gia vị thì mình sẽ nói sau. Trước tiên thì mình sẽ làm sạch chân gà với muối. Các bạn sẽ làm với muối như này, muối để mình bóp cho nó sạch cái phần chân gà đi nhé. Để cho nó hết cái độ nhớt hôi của chân gà. Và những cái khi chân gà nó có những cái này thì mình sẽ làm cái dao hoặc kéo, các bạn cắt bỏ nó đi. Mình sẽ loại bỏ cái phần này đi. Đấy, mình bỏ sạch cái này đi nhé, thì để cho nó sạch. Vì chỗ này là chỗ chân con gà ấy, nó đi ấy, cho nên là nó hay bị như thế này. Thì nếu cái nào mà bị thì các bạn sẽ làm sạch đi cho mình. Hầu như là gà ít cái mà không bị như thế này lắm, nên là các bạn khi mua về nhớ là phải làm bỏ này đi. Lột bỏ hết đi. Thì bây giờ thì chúng ta không ra hàng quán ăn được ấy, thì chúng ta có thể mua về cho ông xã khi buổi tối ấy, có thể là làm cái chân gà với non bia hoặc cốc rượu, chứ không phải ra quán xá. Mà quán xá thì bây giờ cũng đóng cửa hết rồi, không ấy được, thì chúng ta có thể mua mình ăn bình thường cũng được. Làm sạch hết cái phần chân này đi. Xong thì các bạn sẽ dùng cái kéo mình cắt bỏ cái phần móng này đi nhé. Khi chúng ta ăn đấy thì nó gặm sẽ không bị vào cái phần móng này. Bạn cắt bỏ hết đi. Bây giờ là trong lúc mùa dịch ấy, thì các bạn nấu ăn ấy, thì những nguyên liệu các bạn cần để cho cơ thể của chúng ta có sức đề kháng và chống được virus nhé, thì các bạn nên nấu những món ăn gì mà có thể có thêm tỏi, gừng, sả và hành nhé. Là bốn cái nguyên liệu mà rất cần trong mùa dịch. Sau đó thì mình rửa sạch cái phần chân gà này để ráo nữa nhé. Và bây giờ mình sẽ làm đến cái phần này. Các bạn sẽ cái phần hành tây này nhé. Củ hành tây nó hơi bé một chút, nhưng hành tây quắt thế này thì mình mới để được lâu. Vì hành tây này, hành tây Việt Nam mình trồng, quê nhà mình thì các em mình đều trồng hành này, nên là thường hay cho mình cái hành bé này, nhưng mà nó khô, nó sẽ để được lâu, không bị thối.
Tỏi các bạn cũng bóc ra cho mình nhé. Khi các nguyên liệu mình đã làm sạch rồi, bây giờ mình sẽ thái ra để mình ướp nhé. Xả, các bạn sẽ đập. Mình đập ra để cho cái tinh dầu xả nó ra cái phần chân gà này cho nó thơm nhé. Để cái phần xả ra. Gừng các bạn thái lát ra cho mình. Tây bổ cao nhé, các bạn có thể cho hành thơm cũng được nhé. Tỏi mình đập dập ra. Sẽ ướp vào đây cho mình phần muối hay bột canh các bạn nhé. 1,5 thìa cà phê. Một chút là đường. Nếu bạn ăn bột ngọt chúng ta cũng có thể cho bột ngọt nữa. Một chút hạt tiêu. Ướp cho mình 20 phút, sau đó mình sẽ cho lên nồi để mình hấp nhé. Các bạn cho mình cái xoong lên bếp và mình cho nước vào nhé. Rồi các bạn sẽ cho mình vỉ hấp. Rồi mình cho vỉ hấp vào để mình hấp cái phần chân gà này lên. Các bạn cho mình cái đĩa vào đây và mình sẽ cho cái phần chân gà vào. Thì tiên mình sẽ cho cái xả cẳng này để cho nó có độ phồng phảnh nhé. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần chân gà này vào hấp nhé. Các bạn hấp cho mình từ 25 đến 30 phút là sẽ được cái phần gà hấp này kìa. Đây khi xong rồi bây giờ mình sẽ bật bếp lên và mình sẽ hấp nhé. Mới đầu các bạn sẽ cho lửa khá to để cho sôi, sau đó thì mình sẽ giảm lửa dần. Thì các bạn khi cái nồi cồng gà của chúng ta sôi nhé thì các bạn nho nhỏ lửa bớt đi cho mình. Để làm cái nước chấm này thì các bạn cho mình vào đây bột canh nhé. Để mình có thể chấm thêm nhé, vì mình ướp thì cũng có độ đậm rồi. Tiêu, bột ngọt, một ít ớt chanh nữa ạ. Các bạn cho mình vài lát ớt và mình vắt vào đây nước cốt chanh nữa nhé. Trộn đều lên là chúng ta đã có được cái chấm chân gà với nước như muối chấm như thế này rất dễ và ngon ạ. Các bạn khi phần chân gà như thế này là được rồi, các bạn sẽ dưới cho mình một chút nước mắm lên trên cho nó thơm nhé. Cần một xíu nước mắm như thôi. Và mình sẽ tắt bếp đi và vớt cái phần chân gà này ra để cho nguội, để cho xe cái mặt này. Chân gà các bạn gắp ra đĩa cho mình nhé. Mình để nguội, các bạn có thể cất vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng độ 20-30 phút. Thì sau đó mình lấy ra mình ăn ấy, thì cái phần chân gà nó xe lại và nó không bị dính tay mình nhé. Đây,
các bạn, như vậy là mình đã có một đĩa chân gà hấp nhá, ngon như thế này. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ẩm thực miền quê. Nhớ là các bạn để nguội và sau đó mình cất trong ngăn mát tủ lạnh độ 20 phút để cho cái phần chân gà này khi mình ăn nó không bị dính nhé. Bây giờ mình cầm vào nó sẽ bị dính tay như thế này đấy ạ. Đây là một cái mẹo mà chúng ta có thể làm cho chân gà ngon hơn.